Ok, Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Buổi live stream tối ngày hôm nay thì gặp một cái sự cố khá là đáng tiếc. Đấy là khi mà bản tin đã quay được đến phút thứ 50 thì máy tính của Hồng Lê đã bị sập nguồn. Và sau đó thì Hồng Lê lại phải cover lại, tức là lại phải phân tích lại cho quý anh chị nhà đầu tư. Bởi vì rõ ràng là mỗi một buổi tối ngày thứ 6 thì chúng ta cùng có một bản livestream để cùng phân tích đánh giá thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có một vài nhận định xu thế chung của thị trường ở trong tuần tới. Thế thì chiều ngày hôm nay thì Hùng Lê cũng đã nhận được một số các cái cuộc điện thoại cũng như tin nhắn của tất cả quý anh chị nhà đầu tư, và hiện tại thì cũng không biết là phân những ý kiến đấy thành những cái luồng ý kiến như thế nào. Nhưng mà chung quy lại thì một số các anh chị thì rất là vui, bảo là Hùng Lê chiều sau khi bà xem bản tin video số 28 thì đã quyết định là trong những cái phiên mà thị trường hồi hoặc trong những phiên xanh thì đã hạ dần tỷ trọng để đảm bảo một cái tỷ lệ an toàn. Một số các anh chị thì nuối tiếc bảo là chị cũng đã nghe rồi, chị cũng ý định là chờ xanh xanh thêm một tí nữa rồi chị mới chốt, nhưng mà không nghĩ là thị trường ở phiên thứ 6 lại có một phiên giảm điểm rất là mạnh. Và một số ít nữa thì những quý anh chị nhà đầu tư chúng ta đua những lệnh xanh, những lệnh mua giá xanh ở trong phiên trong tuần thì hiện tại đến bây giờ thì cũng khá là thương đau. Thì tại vì là Ung Lê đã bản livestream trước thì Hùng Lê đã trình bày và đã phân tích được đến 50 phút rồi. Nhưng mà máy tính bị sập nên là bây giờ phân tích lại thì có thể là cái giọng hiện tại thì đang bị viêm họng một tí, và chắc chắn là nó sẽ hơi bị hơi bị khan cổ, nên là quý anh chị nhà đầu tư cũng hết sức thông cảm, bởi vì đây là một sự cố, lại thêm một cái sự cố không mong muốn và thực sự là không mong muốn một tí nào. Đối với thị trường trong tuần vừa qua thì đây là bản tin video số 28 thì Hùng Lê có nhắc lại một tí bản tin phân tích cập nhật tình hình thị trường từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 10, và Hùng Lê có khuyến nghị với anh chị là thận trọng và là không thừa. Và đây là cái phần ghi chú thì Hùng Lê đã đây, các anh chị có thể xem lại vùng kháng cự vùng 1020 điểm đến vùng 1440 điểm được đánh giá là vùng kháng cự mạnh. Vì vậy các anh chị của chúng ta giao dịch hết sức thận trọng, ưu tiên chốt lời những mã đã có lợi nhuận, không mở thêm các điểm mua mới ồ ạt, chỉ mua những mã cổ phiếu thực sự mạnh và đang hút dòng tiền. Thị trường trong tuần tới sẽ có sự phân hóa mạnh khi mà nhóm cổ phiếu tăng mạnh sẽ bị chốt lời, những mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền thì đang ở đỉnh hoặc là không còn động lực tăng giá mạnh. Khuyến nghị giữ tỷ trọng tiền mặt trên cổ phiếu là 50-50. Còn trên trang Facebook, group Facebook của team chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi có 5 chiếc 9 thì đây là bản tin tuần trước thì Hùng Lê có trên trang Facebook thì Hùng Lê có phân tích kỹ hơn một tí, kỹ hơn một tí. Và đây Hùng Lê có khuyến nghị là nền tảng thị trường thì vẫn tốt, các mã cổ phiếu và các nhóm ngành sẽ có sự phân hóa sâu sắc trong tuần sau, và đánh giá động lực để tăng điểm mạnh tạm thời bị đẩy lui, và VN Index thì cần phải tích lũy lại ở vùng 1110 đến vùng 1120, và HNX thì sẽ tích lũy quanh biên độ hẹp. Và vẫn khuyến nghị đấy là cổ phiếu tiền mặt trên cổ phiếu là 50-50. Thế thì tại vì sao Hùng Lê lại đưa ra khuyến nghị đấy với đối với các anh chị? Bởi vì Hùng Lê trong bản tin video phân tích thứ 6 tuần trước thì Hùng Lê đã phân tích nội tại và Hùng Lê đã nhìn thấy một số các cái yếu tố bất thường của thị trường. Và khi có những yếu tố bất thường của thị trường thì Hùng Lê đã đưa ra những cái khuyến nghị. Và cái điều quan trọng là những phân tích của Hùng Lê có thể đúng hoặc sai, nhưng điều quan trọng nhất là đúng thì chúng ta sẽ hành động như thế nào và sai chúng ta sẽ hành động như thế nào. Và các anh chị có thể thấy trong tuần vừa qua, những phiên thứ hai, phiên thứ ba, phiên thứ tư, thị trường của chúng ta tăng điểm hoặc tăng điểm nhẹ lình xình, rồi có những lúc kéo lên xanh rất mạnh nhưng cuối phiên lại bị đạp xuống. Thì chúng ta đừng nhìn vào những cái điểm số, chúng ta hãy nhìn vào trong lòng của thị trường thì chúng ta thấy rằng đang có thực sự đang có rất nhiều điều bất ổn trong giao dịch trong tuần vừa qua. Và để quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta hiểu rõ hơn góc cạnh về cái cách nhìn nhận, cái cách phân tích của thị trường thì
bản chất là chúng ta phân tích tổng quan của thị trường cũng như phân tích tất cả các mã cổ phiếu thì nó đều giống nhau. Cái chính là quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta cần phải hiểu được cái bản chất vận động của cổ phiếu. Mỗi một cổ phiếu chúng ta sẽ có những cái tính cách, có những cách vận động khác nhau. Từ cổ phiếu mang tính chất đầu cơ cũng như cổ phiếu mang tính chất đầu tư, thì nếu chúng ta hiểu được cái bản chất vận động của các mã cổ phiếu đấy thì chúng ta sẽ phân tích được và chúng ta sẽ nắm được quy luật, và như thế thì chúng ta sẽ hoàn toàn chủ động trong tất cả các giao dịch. Và một mã cổ phiếu đầu tiên Hùng Lê muốn phân tích cho tất cả các quý anh chị nhà đầu tư, đấy là mã cổ phiếu mang tính đầu cơ rất là cao, MST. Đối với MST thì trong các anh chị có thể xem lại ở trên dòng thời gian của group trên fanpage của team, thì đối với mã MST thì Hùng Lê có khuyến nghị là cứ về đến vùng giá 4.5 thì chúng ta sẽ quan sát các tín hiệu dòng tiền, các cái tín hiệu nến tại vùng đấy, và chúng ta sẽ tham gia mở mua đối với MST, và đến vùng 5.5 chúng ta sẽ chốt lời. Thế thì đây là một mã cổ phiếu mang tính chất đầu cơ rất là cao. Đây là nhịp đầu tiên khi mà cổ phiếu về tích lũy lại về vùng nền đây, về vùng nền 4.5. Thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị ở trong team mở mua ở vùng giá 4.5. Và chỉ những anh chị mà chúng ta yêu thích cổ phiếu đầu cơ cũng như yêu thích cổ phiếu lướt sóng thì chúng ta mới tham gia những cái mã cổ phiếu này. Và ông Lê vẫn khuyến nghị đối với những mã cổ phiếu đầu cơ thì chúng ta chỉ tham gia 10% cái tỷ trọng danh mục của chúng ta, và những mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ dành tiền để chúng ta sau khi bán chúng ta chốt lời, thì chúng ta dành tiền để đi uống cà phê, đi uống trà đá chém gió, chứ không thể dùng những cái mã cổ phiếu này để chúng ta đầu tư để làm giàu được. Và đến vùng 5.5 thì chúng ta sẽ bán, và đây là nhịp đầu tiên chúng ta mở mua ở vùng 4.5 và chúng ta bán ở vùng 5. Và sau khi bán xong thì có thể mã cổ phiếu này sẽ lên, thì điều đấy không quan trọng. Khi chúng ta đã đề ra một phương pháp thì chúng ta sẽ tuân thủ cái phương pháp đó. Và những anh chị nào mà mua ở dưới này thì các anh chị đã đứng vào số 5 người, còn những anh chị nào đu ở những phiên này thì các anh chị sẽ đứng vào 95 người còn lại. Và sau khi cổ phiếu MST lại rơi về vùng nền 4.5, đây, thì những tín hiệu nến này là những tín hiệu nến rất là tích cực, và Hùng Lê lại khuyến nghị các anh chị chúng ta lại tiếp tục mua ở vùng giá 4.5. Và sau khi hàng về tài khoản thì chúng ta liên tục đặt những lệnh bán 5.5. Và chúng ta sẽ chờ, ví dụ như là chúng ta đặt mục tiêu là 5.5 thì chúng ta sẽ chờ những cái phiên nào mà cái biên độ của cổ phiếu đạt được về 5.5 thì chúng ta sẽ đặt giá bán 5.5. Và có thể bán xong đây, cổ phiếu tiếp tục lên, điều đấy không quan trọng. Và chúng ta cứ tuân thủ nguyên tắc, và sau khi đấy thì anh chị cũng có thể thấy là nếu chúng ta đua lệnh ở những phiên này thì chúng ta sẽ thất bại, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu. Và đây là phiên mà Hùng Lê đã khuyến nghị tất cả các anh chị ở trong team mở, những anh chị mà yêu thích cổ phiếu đầu cơ thì đã mở mua lại ở vùng giá 4.5, 4.6, 4.7. Và hoàn toàn tương tự như những nhịp trước thì Hùng Lê lại khuyến nghị các anh chị là khi hàng về chúng ta căn ke và chúng ta đặt mục tiêu là chúng ta chỉ chốt ở vùng 5.5. Và đến buổi chiều ngày hôm nay thì tất cả các anh chị tham gia cổ phiếu MST thì đã bán ở giá 5.5, và kết phiên thì MST đóng cửa 5.6. Thì 5.6 hay 5.7 điều đấy không quan trọng. Nhưng quan trọng là gì? Chúng ta tuân thủ phương pháp để chúng ta có được một cái cách thức đầu tư tốt nhất. Đấy, thì những mã cổ phiếu mang tính đầu cơ cao nó cũng sẽ vận động. Và nếu chúng ta hiểu được cái quy luật vận động của dòng tiền, quy luật cái cách mà các nhà tạo lập cổ phiếu, thì chúng ta sẽ nương tựa vào đấy để chúng ta có thể tham gia một ít. Một mã cổ phiếu mang tính chất vừa mang tính chất cơ bản và một mang tính chất đầu cơ rất là cao, đấy là mã cổ phiếu ART. Thì đối với mã cổ phiếu này thì Hùng Lê sẽ phân tích cho quý anh chị nhà đầu tư một cái góc nhìn tổng quan nhất và sâu sắc nhất về cái cách tạo lập của dòng tiền, cách tạo lập của đội lái. Thì đối với cổ phiếu MST thì trong team của Hùng Lê, nhịp đầu tiên này Hùng Lê không nói, nhưng đến nhịp này Hùng Lê quan sát thấy khi ART có một cái nền tích lũy ở trong một cái biên độ hẹp ở vùng giá từ 7.7 đến 7.8, vùng giá siết chặt, và chúng ta có thể thấy rằng khối lượng rất là thấp. Và trong những cái phiên này thì Hùng Lê quan sát thấy những cái lệnh bán, tức là lệnh đì bán ở phía bên bán rất là lớn. Và những lệnh bán như thế thì rõ ràng là lái đang ép những nhà đầu tư, và những ai còn có hàng thì sẽ bán ra hết, và bên kia
những cái lệnh mua đấy chính là những cái lệnh mua của nhà thành lập sẽ mua cổ phiếu. Thì Hùng Lê quan sát thấy được những cái biên độ siết chặt thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị vào ở vùng giá 7.7 và 7.8. Thì đến phiên ngày hôm nay là phiên ngày 13 tháng 9 thì phiên mở điểm mua hết đối với cổ phiếu ART, và đến phiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đóng vị thế mua đối với cổ phiếu này. Và chúng ta sẽ khi hàng về thì chúng ta sẽ rất là an toàn, bởi vì khi đó thì chúng ta đã có những cái hàng mua gom 1/3 số định mua ở nền giá 7.7 và nền giá 7.8. Và hoàn toàn chúng ta có thể chốt lời ở một cái vùng giá cao. Hùng Lê không đánh giá rằng chúng ta sẽ chốt lời được ở trong phiên này. Nhưng ở trong phiên này khi mà MST ART chạm về vùng 10.5 thì như thế là chúng ta đã hiện thực hóa được lợi nhuận khi chúng ta tham gia ở đây. Và chúng ta có bao giờ, quý anh chị nhà đầu tư, chúng ta đặt ra câu hỏi rằng là tại sao có những phiên volume lại đột biến và có những phiên volume lại bị thấp như thế này không ạ? Và xin hỏi quý anh chị nhà đầu tư là có ai tự đặt ra cho mình câu hỏi là trong phiên ngày 28 tháng 9 ai là người đã bỏ ra khoảng tầm bao nhiêu tiền đấy để mua 5 triệu cổ phiếu ART? Thì chắc chắn rằng ở đấy không phải là nhà đầu tư cá nhân của chúng ta có thể làm được việc đấy, mà đấy là các nhà đầu tư tổ chức và các đội tạo lập. Và trong cái 5 triệu đấy thì có những nhà đầu tư nhỏ lẻ đu lệnh theo lái ở trong những phiên đấy. Và sao ạ? Khi chúng ta mua ở đây thì đến phiên ngày hôm sau thì chúng ta thấy rằng là đây, khối lượng của ART mất hút. Và phiên này là phiên mà nhà tạo lập hoàn toàn không tham gia thị trường, chỉ để cho các nhà đầu tư cá nhân của chúng ta tự giao dịch với nhau. Và sao ạ? Và giá cổ phiếu của ART đã tiếp tục giảm. Sau đó đến phiên ngày hôm nay tiếp tục là một phiên chúng ta nhìn thấy khối lượng cực kỳ thấp. Và nhà đầu tư, nhà tạo lập đã coi như là cho các nhà đầu tư cá nhân, các anh chị tự giao dịch với nhau. Và điều gì xảy ra đến phiên ngày hôm nay, đấy là phiên T3, của đây là T0, T1, T2 và T3. Đến phiên ngày thứ 3 hàng về thì tất cả những quý anh chị nhà đầu tư đã đu theo trong phiên này thì đã không chịu được nhiệt. Và trong phiên này các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu phải bán ra. Một số các quý anh chị nhà đầu tư khi cổ phiếu về thì đã bị lỗ. Với cách thức giao dịch của lái thì chắc chắn lái sẽ ép các anh chị mua ở giá cao. Và đến phiên khi hàng về thì cổ phiếu đã bị lỗ. Và khi bị lỗ thì một số quý anh chị nhà đầu tư bắt buộc phải bán ra ở nền giá thấp, đấy là nền giá 9. Vậy thì ai là người đã gom cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay? Thì chúng ta thấy rằng thanh khoản trong phiên ngày hôm nay đã được đẩy lên trên trung bình 21 phiên. Thì những nhà tạo lập đội lái đã âm thầm gom cổ phiếu của những nhà đầu tư mua ở trong phiên này, đúng không ạ? Thì về đến đây là các nhà đầu tư đã bắt buộc phải bán ra. Tiếp tục đến ngày hôm nay, nhà tạo lập để cho hoàn toàn các anh chị tự giao dịch với nhau, và những anh chị đu lệnh ở trong phiên này thì đến phiên này cũng bắt buộc sẽ phải bán ra khi mà lái tung những cái lệnh ép rất là lớn. Và sao ạ? Và đến phiên ngày hôm nay là phiên của các, đây là T0, những nhà đầu tư cá nhân tự giao dịch với nhau thì hôm nay là T1, hôm nay là T2 và hôm nay là T3, tức là phiên thứ 6 ngày hôm nay là phiên T3. Thì sao? Chúng ta sẽ cùng Hùng Lê sẽ phân tích chi tiết cái cách vận động của ngày hôm nay. Khi mà phiên này về thì trong phiên ngày hôm nay, đầu phiên thì lái các nhà tạo lập, đây là toàn bộ lịch sử đầu phiên thì các nhà tạo lập đã đẩy ART lên vùng giá 9, sau đó về tham chiếu và sau đó thì lên vùng giá 9.2, 9.3. Và sau cái lệnh 9.3 này thì có một lệnh bán ở vùng giá 9.366.000. Với lệnh bán này, liệu rằng có ai đặt câu hỏi rằng ai đã bán lệnh này không? Nhà đầu tư cá nhân chăng? Không phải, đấy là nhà tạo lập. Khi nhà tạo lập đã bán một lệnh bán rất lớn như thế này thì dẫn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân bắt đầu hoang mang, và tiếp theo đấy là một lệnh bán 8.6 200.000.
Và sau đó thì sao ạ? Các nhà đầu tư cá nhân, đây là những nhà đầu tư cá nhân bắt đầu hoang mang và lái tiếp tục đánh những lệnh đánh bán rất lớn 50.000 xen lẫn với các lệnh của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu bán ra. Và cao trào của cái việc kịch bản đấy chính là một cái lệnh bán 639.000 lệnh giá sàn. Đây là phát súng đầu tiên rung rũ hết tất cả những nhà đầu tư nào nhỏ lẻ nào đã đu cổ phiếu ở những phiên này thì lái đã bắt đầu gom rồi. Tất cả những anh chị nào đã đu ở những phiên ở bên này thì đến phát lệnh này thì các anh chị đã hoa hết mắt và lúc đấy tá hỏa và tất cả đều phải bán thốc bán tháo, bán thốc bán tháo hết ra. Và sau đấy thì như thế nào? Các lệnh bán sàn. Các anh chị lưu ý nhé, những lệnh bán sàn rất lớn và xen kẽ đấy là những lệnh bán sàn nhỏ lẻ. Thì ai là người đã giang vòng tay ra để gom hết trọn vẹn ngày hôm nay là gần 6 triệu 8 cổ phiếu. Trong 6 triệu 8 cổ phiếu đấy thì chúng ta xem là đấy 6,8 cổ phiếu toàn ở nền giá thấp, còn nền giá 9 chấm và 9 chấm chỉ có 1 triệu cổ phiếu thôi và 2 triệu cổ phiếu sàn. Vậy thì ai là người đã dang rộng vòng tay để gom hết toàn bộ lượng cổ phiếu này? Chắc chắn là lái. Và cuối phiên thì sao ạ? Bằng một lệnh đánh vào phiên ATC với volume khoảng 941.000 thì đã đẩy cổ phiếu ART về vùng giá 9.2. Thì với cách đánh như thế này thì rất nhiều những nhà đầu tư nhỏ lẻ hôm nay đã bán giá sàn hoặc bán ở vùng giá thấp thì tiếc nuối, và nhà tạo lập và nhà lái luôn làm cho quý anh chị nhà đầu tư luôn luôn kỳ vọng xong rồi tiếc nuối và thất vọng. Thì đấy là cái cách mà các nhà tạo lập luôn tạo thành tâm lý cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Và như thế là chúng ta phải, khi chúng ta phân tích hoặc khi chúng ta tham gia đầu tư thì chúng ta cần phải trả lời rất rất nhiều các cái câu hỏi vì sao và tại sao, để từ đấy thì chúng ta sẽ nhận định một cái cách tối ưu nhất. Thì với cách đánh như thế này thì gần như là lái đã gom trọn vẹn tất cả những cái cổ phiếu của quý anh chị nhà đầu tư đã coi như là đã tham gia. Và đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là không anh chị nào có thể dám đủ bản lĩnh đều đủ sức để mà tham gia lại cổ phiếu này, thì lúc đấy cổ phiếu lại âm thầm và lặng lẽ đi lên. Thì khả năng cao thì sang tuần tới thì ART sẽ đi lên ít nhất là nhịp T3, bởi vì là từ phiên này thì lái đã bắt đầu tham gia rồi, thì lái đã bắt đầu tham gia và các nhà tạo lập đã bắt đầu tham gia rồi, và phiên này thì coi như là vét hết sạch tất cả những gì của các nhà đầu tư cá nhân đấy. Thì như thế thì là chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta hiểu được cái cách vận động thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã khuyến nghị một số các anh chị trong team tham gia ở vùng giá 8.1, bắt đáy ở vùng giá 8.1. Khi mà ông Lê nhìn thấy những cái lệnh bán rất là lớn 600.000 cổ phiếu thì ôi thế thì thích quá, mua thôi. Bởi vì là nhà tạo lập luôn tìm cách là bán ở bên này và hứng ở bên kia, đấy là cái cách mà nhà tạo lập sẽ làm. Và một mã cổ phiếu thứ ba Hùng Lê muốn đề cập đến đây cũng mang một cái tính chất đầu cơ rất cao, đấy là KSH. Thì đối với cổ phiếu KSH, nếu chúng ta quan sát kỹ thì trong phiên ngày hôm qua thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị tất cả một số anh chị yêu thích đầu cơ thì sẽ mở điểm mua KSH ngay trong phiên ngày hôm qua. Bản thân Hùng Lê cũng tham gia, nhưng mà rất tiếc là trong ngày hôm qua thì chúng ta đã trong team không có ai tham gia được. Và ngày hôm nay thì Hùng Lê thấy là một số các nhà đầu tư tiếp tục đu giá trần. Thì với những anh chị mua trong phiên ngày hôm nay thì cái mức độ rủi ro nó đã rất là cao rồi. Trong khi đấy cái lợi nhuận thì Hùng Lê cũng không dám chắc rằng là đến T3 các anh chị có hiện thực hóa được lợi nhuận ở vùng giá các anh chị đu trần ngày hôm nay là ở khoảng vùng giá 101.99. Thì các anh chị có hiện thực hóa được cái lợi nhuận này hay không? Thì chúng ta ở tuần sau chúng ta sẽ cùng phân tích lại để nhìn nhận lại một cái góc nhìn. Tức là nếu các anh chị tham gia ở phiên này thì các anh chị hoàn toàn lợi về T cộng và lợi về tất cả mọi thứ, lợi về giá, và hoàn toàn các anh chị có thể hiện thực hóa được và ít nhất mua ở phiên này. Thì khi hàng về, Hùng Lê cam đoan với các anh chị là các anh chị sẽ ít nhất là bằng mặt, còn không thì sẽ có lãi. Nhưng mà mua ở phiên này thì cái mức độ rủi ro của anh chị sẽ rất là lớn rồi.
Đấy, thì trong cái bản tin phân tích tuần sau thì chúng ta sẽ cùng điểm lại cái cổ phiếu này để chúng ta có thể xem lại xem là cái phân tích nhận định của chúng ta có đúng không. Và một mã cổ phiếu thứ tư Hùng Lê muốn nói đến, đấy là mã cổ phiếu PVS. Đối với PVS thì trong phiên ngày hôm nay, thì nếu những anh chị nào đang đầu tư và tham gia danh mục ngành dầu khí thì chúng ta cũng có thể quan sát được PVS trong một quãng thời gian là Hùng Lê nhìn thấy ở vùng bên bên mua nhé, bên dư mua là vùng giá 24, khoảng tầm độ 540.000 cổ phiếu, vùng giá 23.9 và vùng giá 23.8 thì độ khoảng tầm 300.000 gì đấy, tức là tổng cộng lại cái vùng mua ở ở bên mua dư mua, giá dư mua 1, dư mua 2, dư mua 3 là đâu đó khoảng tầm một hơn 1 triệu cổ phiếu. Thì có anh chị nào có đặt ra một câu hỏi rằng là trong 1 triệu cổ phiếu đấy thì ai ai là người đặt những cái lệnh mua với khối lượng lớn như thế? Có ai đặt ra câu hỏi không ạ? Và Hùng Lê thấy rằng khi những cái lượng dư mua lớn như thế thì các cái lệnh 24.1, 24.2 bị ăn cực kỳ nhiều, tức là cái cách phân phối của lái là sẽ ép các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta sẽ phải mua 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 ít một ít một ít một, và bên này thì lái sẽ chất lệnh mua rất là nhiều để cho các nhà đầu tư thấy là à đây lực cầu đang lớn, và bên kia thì âm thầm lặng lẽ tiếp tục phân phối ở vùng giá 24.1, 24.2. Và để chứng minh cho điều đấy thì đây các anh chị có thể ông Lê sẽ đánh vào đây, đây là cổ phiếu PVS. Đấy, các anh chị nhìn thấy không? Vùng giá 24 và vùng giá 24.1 lái phân phối và đội nhà tạo lập phân phối cho các nhà đầu tư khác rất lớn, rất lớn. Và để phân phối được như thế này thì có những cái cách mà nếu chúng ta không hiểu được thì chúng ta sẽ rơi vào những cái bẫy, và vô hình dung thì chúng ta đang ôm trọn lại tất cả những cái hàng mà nhà tạo lập phân phối, và nói đúng hơn là ôm trọn những cái gọi là cái chát nhất, cái đắng nhất của thị trường đang dành về phía mình. Đấy thì chúng ta cũng 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 cần phải lưu tâm cái việc đấy. Đấy thì là cái cách thức vận động của cổ phiếu thì cũng hoàn toàn tương tự như cách thức vận động của thị trường chung. Thị trường chung, và ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ dành nhiều thời gian để phân tích một số các cái mã cổ phiếu rất là chi tiết để cho quý anh chị nhà đầu tư chúng ta có một cái góc nhìn tổng quan nhất, và có một cái cách để chúng ta đặt ra những cái tình huống, những cái vấn đề trước khi mà chúng ta mở mua những cái mã cổ phiếu. Và nhân tiện cái câu chuyện chia sẻ về góc độ nhìn nhận cổ phiếu thì Hùng Lê sẽ phân tích thêm một mã cổ phiếu thứ năm, đấy là mã cổ phiếu VIX. Đối với VIX thì VIX là một doanh nghiệp hàng đầu về bất động sản, và đối với VIX thì VIX đã khẳng định một thương hiệu lớn ở trên thị trường. Và quý anh chị nhà đầu tư chúng ta đi ở trên đường đúng không ạ, chúng ta có thể nhìn vào các khu đô thị thì nếu mà một cái khu đô thị nào đấy mà chúng ta nhìn thấy sự lộng lẫy, sự sang trọng thì và đẳng cấp thì đấy là những khu đô thị mà do VIX làm chủ đầu tư. Và liệu rằng có anh chị nào có đặt ra một câu hỏi là VIX đã chạy từ đâu đến đâu? Có ai đặt ra câu hỏi là VIX đã, và có ai còn ai để ý rằng VIX đã chạy một nhịp tăng trưởng thần kỳ, phải nói tăng trưởng thần kỳ từ nền giá 40 lên nền giá 110. Các anh chị xem là VIX đã tăng bao nhiêu phần trăm? Và khi chạy về vùng giá 110 thì VIX tiếp tục có 4 lần. Đúng không ạ? 4 lần VIX chạm về giá 110 và sau đó thì đều bị dội lại nền dưới và tiếp tục tích lũy đi ngang. Thì chúng ta có thể xem rằng ở đây là một cái bình nguyên của VIX. Và sau một bình nguyên thì sẽ là cái gì? Các anh chị có hình dung được ạ? Sau một bình nguyên thì sẽ là một chân trời mới, hoặc là cái gì? Hoặc là vực thẳm. Vậy thì chân trời mới hoặc vực thẳm thì chúng ta cần phải xem nội tại doanh nghiệp, chúng ta cần phải xem xét các yếu tố về dòng tiền, các yếu tố về cổ phiếu, phân tích hiện tại. VIX là một doanh nghiệp tốt, nhưng đến tại thời điểm này, nền giá này có còn tốt nữa hay không? Thì Hùng Lê cũng không hiểu là quý anh chị nhà đầu tư có đặt ra những câu hỏi đấy không? Và khi chúng ta mở mua VIX ở vùng giá, nền giá trên 100 thì chúng ta sẽ được gì? Đấy, và chúng ta sẽ lời lãi như nào? Lãi bao nhiêu? Và sẽ đi đến đâu?
hay là chúng ta chỉ mua và chỉ biết mua mua và chúng ta không có định hướng một con đường, thì như thế thì là hết sức là nguy hiểm đấy. Thì đấy là một cái cách mà chúng ta nhìn nhận và cũng một cái cách để chúng ta đánh giá thị trường đấy. Và trong tuần vừa qua thì ông Lê cũng nhận được rất nhiều các cái câu gọi điện, câu hỏi của các anh chị là anh ơi bây giờ VIX đang có sự kiện như thế, tốt như thế, mình có mua vào không? Còn một số các anh chị thì có hỏi ông Lê là đang bị kẹp ở những vùng hàng ở trên thì có nên cắt lỗ không anh, hay là có nên, một số các anh chị thì cũng có nên bảo là bây giờ cũng cũng lời lãi cũng chưa bao nhiêu thì chúng ta có nên thoát ra để bảo toàn không? Thì Hùng Lê chỉ có trả lời một câu vui là các anh chị xem lại các bản tin của Hùng Lê. Hùng Lê đã phân tích hết cổ phiếu về VIX rồi. Còn đấy là cái góc nhìn của Hùng Lê, còn quyết định còn lại là của các anh chị. Thì trong các bản tin trước thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ ra hàng ở vùng giá 100 đến vùng giá 103. Thì trong tuần vừa qua Hùng Lê sẽ đánh dấu lại ngày 28. Ngày 28 là ngày ngày kết phiên của thứ sáu tuần trước. Đây, đây là ngày kết phiên của thứ sáu tuần trước. Thì trong tuần vừa rồi VIX đã có lúc chạm về vùng giá 103 và kết tuần thì VIX đã chạm về vùng 98.5. Và Hùng Lê vẫn bảo lưu quan điểm đối với VIX là VIX sẽ về cái vùng nền tích lũy khoảng vùng nền 82 để tích lũy lại, hình thành lại và tiếp nhận thêm những cái thông tin mới để chúng ta có thể xây lại nền của VIX và có một cái nhịp tăng mới nó bền vững hơn và ổn định hơn. Và sự kiện VinFast tổ chức Paris Motor Show trong tuần vừa rồi là một sự kiện lớn, là niềm tự hào lớn của dân tộc Việt Nam. Hùng Lê cứ nói như thế đi, bởi vì lần đầu tiên là rất nhiều, rất 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 nhiều những cái lần đầu tiên thì các anh chị có thể xem ở trên diễn đàn rồi trên các forum vân vân và vân vân. Nhưng Hùng Lê đặt ra 5 câu hỏi cho quý anh chị nhà đầu tư đối với mã cổ phiếu VIX. Câu hỏi thứ nhất: VIX đã bỏ ra bao nhiêu tiền để đầu tư san lấp mặt bằng dự án VinFast rộng 350 hectare tại Hải Phòng để là đầu tư hạ tầng kỹ thuật, kho xưởng, kho bãi và tất cả các trang thiết bị máy móc robot ở trong đấy? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là VIX đã chi ra bao nhiêu tiền để ký hợp đồng với các đối tác là đối tác hàng đầu của các nhà sản xuất xe hơi của Đức và của Ý? Chi bao nhiêu tiền để trả cho các chuyên gia là giám đốc điều hành, là giám đốc thiết kế, là giám đốc kỹ thuật, vân vân và vân vân? Và chi bao nhiêu tiền để vận hành cái bộ máy của VinFast? Chi bao nhiêu tiền để mua các cái bản quyền công nghệ? Câu hỏi thứ ba, đấy là VIX đã chi bao nhiêu tiền, VIX đã chi bao nhiêu tiền để tổ chức các cái sự kiện truyền thông, ví dụ như Paris Motor Show 2018, bao nhiêu tiền để làm truyền thông, bao nhiêu tiền để làm quảng cáo, bao nhiêu tiền để làm thương hiệu? Và câu hỏi thứ tư là VIX sẽ cần phải chi bao nhiêu tiền để xây dựng hệ thống phân phối, hệ thống kho bãi, nhà xưởng, bảo dưỡng, các đại lý chi nhánh ở trên toàn quốc và ở nước ngoài? Câu hỏi thứ năm, đấy là sản phẩm của VIX. Thì chúng ta đã biết là VIX vừa mới ra mắt hai cái sản phẩm mẫu xe, thì giá của sản phẩm là bao nhiêu, giá đấy có được thị trường trong nước hay thị trường quốc tế chấp nhận hay không, sản phẩm của VIX có độ bền như thế nào, người tiêu dùng có những phản ứng gì, và cái lượng hàng mà VIX sẽ bán được là bao nhiêu? Và từ bây giờ đến tháng 4, đến đến đầu năm 2019, đấy là dự kiến là sẽ có sản phẩm. Vậy thì ai dám chắc rằng trong quãng thời gian đấy thì sản phẩm của VIX sẽ ra, VinFast sẽ ra đời, và trong cái quãng thời gian 4 tháng trũng thông tin, tức là không có thông tin sau những sự kiện tráng lệ tại Paris kết thúc, thì
sẽ lấy những cái gì để mà nâng đỡ cổ phiếu VIX, lấy những cái gì để mà đẩy giá cổ phiếu VIX. Thì đấy là 5 câu hỏi Bùng Lê, không những chỉ trên phân tích kỹ thuật mà trên góc độ phân tích cơ bản, phân tích doanh nghiệp, thì Bùng Lê sẽ đặt ra cái bài toán đấy. Và nếu như quý anh chị nhà đầu tư nào trả lời được 5 câu hỏi đấy, trả lời đúng, trả lời đủ được 5 câu hỏi đấy, thì Bùng Lê sẽ mời quý anh chị nhà đầu tư uống cà phê 1 năm. Còn nếu mà cộng đồng nhà đầu tư sau khi nghe xong 5 câu hỏi của Hùng Lê mà không trả lời được, thì Hùng Lê nghĩ rằng các anh chị cũng nên bốc điện thoại lên và alo mời Hùng Lê đi uống cà phê. Đấy là một câu chuyện chia sẻ vui, nhưng mà chắc chắn rằng khi các anh chị mà đi uống cà phê với Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ có những cái chia sẻ góc cạnh trên góc độ phân tích kỹ thuật cũng như phân tích cổ phiếu cũng như phương pháp quản trị rủi ro, rất 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 nhiều, rất nhiều rất nhiều rất nhiều những kiến thức mà chúng ta cần phải học để chúng ta hiểu được rõ bản chất của thị trường. Đấy, thì phần thứ nhất thì Hùng Lê sẽ dừng lại đây, tại vì ngày hôm nay thì Hùng Lê muốn phân tích một số các cái góc cạnh như thế để quý anh chị nhà đầu tư cũng hình dung được là để đầu tư trên thị trường chứng khoán chúng ta cũng cần phải học rất là nhiều, và chúng ta cũng phải có kinh nghiệm trên chiến trường, cũng cũng phải là rất 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 là lăn lộn ở trên chiến trường thì chúng ta cũng mới có thể đầu tư thành công được. Và phần thứ hai thì hiện tại thì Hùng Lê thấy như thế này, tức là hiện tại thì trong bản tin video số 28 thứ 6 tuần trước thì lượt xem đã đạt được khoảng 1.700 lượt xem, và trong đó thì các bạn đăng ký đã là 533 người. Như thế thì chúng ta thấy rằng cái lượt xem đang lớn hơn cái lượng đăng ký, thì Hùng Lê cũng có thể là một số các anh chị nhà đầu tư chúng ta xem bản tin video nhưng chúng ta quên đăng ký hoặc chúng ta chưa đăng ký, thì một lần nữa thì Hùng Lê sẽ hướng dẫn quý anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ làm các cái thao tác để chúng ta đăng ký kênh. Bởi vì khi đăng ký kênh thì mỗi một lần mà mỗi mỗi một lần mà Hùng Lê up video lên thì Hùng Lê các anh chị sẽ nhận được thông báo. Thì đầu tiên là các anh chị sẽ vào trên trang YouTube đúng không ạ? Các anh chị vào xong thì các anh chị chờ một tí. Thì khi các anh chị vào xong thì chúng ta sẽ có một cái phần gọi là phần đăng nhập ở đây. Thì chúng ta sẽ bấm vào đăng nhập. Và chắc chắn rằng tất cả những anh chị nhà đầu tư thì chúng ta đều có tài khoản Gmail, thì chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản Gmail vào đây. Và chúng ta sẽ đánh mật khẩu của chúng ta vào đây. Sau khi chúng ta đăng nhập vào xong, đúng ạ, thì đây là tài khoản mail của Hùng Lê, thì chúng ta sẽ tìm kiếm từ khóa chứng khoán. Đây ạ, các anh chị sẽ đánh vào đây, chứng khoán 100, ông chơi có 5 chiếc 9, thì search vào đây, và đây là kênh, thì chúng ta sẽ bấm vào kênh, đúng ạ. Sau khi chúng ta bấm vào kênh thì chúng ta sẽ bấm vào đây, đây là cái mục này Hùng Lê hủy đi. Thì khi hủy đi thì chúng ta sẽ có thể mạng đang đang bị chậm. Thì chúng ta ở đây nếu mà vì đây đã đăng ký rồi thì nó sẽ hiện là đã đăng ký, còn nếu không thì chúng ta sẽ bấm vào mục đây đăng ký, và chúng ta lưu ý là cái biểu tượng chuông thì chúng ta bật hai cái tai này lên để khi có những bản tin video mới thì sẽ được YouTube thông báo đến tất cả quý anh chị nhà đầu tư, bởi vì bây giờ chúng ta cũng dùng các cái thiết bị điện thoại thông minh hoặc là iPad vân vân, thì như thế thì cũng sẽ rất là thuận tiện khi chúng ta theo dõi các cái bản tin của Hùng Lê. Thì đấy là phần thứ nhất. Phần thứ hai thì Hùng Lê cũng sẽ điểm qua thị trường trong tuần vừa qua, cũng như sẽ có một vài cái góc cạnh phân tích nhận định xu thế chung của thị trường trong tuần tới. Thì trong bản tin video số 28, bản điểm tin tuần trước, bản điểm tin từ tuần ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 10, thì Hùng Lê cũng đã đưa ra một số các cái khuyến nghị, đặc biệt là khuyến nghị về việc là chúng ta hạ dần tỷ trọng và sẽ đảm bảo một cái tỷ trọng an toàn, đấy là tiền mặt trên cổ phiếu là 50-50. Đấy, và chúng ta cũng thấy rằng trong tuần vừa qua thì phiên thứ hai, phiên thứ ba, phiên thứ tư, chúng ta cứ thấy rằng thị trường xanh, nhưng các anh chị đừng nhìn vào điểm số chung của thị trường, chúng ta phải nhìn vào trong lòng của thị trường. Thì trong lòng của thị trường đang có những cái vấn đề rất là bất ổn trong tuần giao dịch vừa qua, và cái kết của phiên ngày hôm nay đấy là kết quả
của những cái sự bất ổn trong tuần vừa rồi thì phiên thứ sáu ngày hôm nay là một phiên thể hiện toàn bộ những cái kết quả của cái sự bất thường đấy. Và cái sự bất thường đấy thì ông Lễ đã phát hiện thấy từ bản tin video tuần trước, và có một câu nói rất vui mà cũng rất là, nói vui thì cũng không đúng, nhưng mà gọi là rất là tâm đắc và rất là tâm huyết ở trên chặng đường đầu tư của chúng ta. Đấy là thị trường khi đi lên thì nó giống như một con ốc sên bò, nhưng thị trường khi chúng ta đi xuống thì giống như một người nhảy tự do, tức là đi lên thì đi bằng thang bộ, còn đi xuống thì đi bằng thang máy. Và trong tuần vừa qua thì các anh chị cũng đã thấm và đã hiểu thế nào là đi lên bằng thang bộ và đi xuống bằng thang máy. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ đi một điểm qua một số các cái dòng trụ. Đối với VIX thì hôm nay đã phân tích rồi, đúng không ạ? VHM. Đối với VHM thì cổ phiếu này chỉ dành cho nhà đầu tư, sân chơi của nhà đầu tư tổ chức, và nó chỉ mang tính chất chữ nhịp và dẫn dắt của thị trường, không dành sân chơi cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. VRE. Đối với VRE thì tất cả anh chị trong team của ông Lê đã bắt ở vùng giá 39, và trong tuần vừa qua thì ông Lê đã khuyến nghị các anh chị ra hàng ở vùng giá 41.5 đến vùng giá 42. Bởi vì khi về đến vùng này thì cổ phiếu chắc chắn là cổ phiếu sẽ có một cái nền tích lũy, và đấy là cái dự kiến của ông Lê đã phân tích ở trong bản tin 28, thì các anh chị có thể xem lại. Và khi bán ở vùng giá này thì có thể cổ phiếu sẽ tiếp tục đi lên, đấy là chuyện của cổ phiếu, hoặc có thể cổ phiếu sẽ đi xuống. Và nếu như cổ phiếu mà đi xuống thì Hùng Lê và các anh em đang canh lại ở vùng giá khoảng 39.5. Đẹp nhất thì cổ phiếu sẽ chỉnh về 39.5, và về đến vùng này thì chúng ta sẽ quan sát các tín hiệu nến để chúng ta sẽ cover lại. Còn target của VRE ở trong nhịp này thì Hùng Lê vẫn để nguyên vùng target sẽ về khoảng vùng giá 45, 44 đến 45 đối với cổ phiếu VRE. Chúng ta cùng qua một số GAT. Đối với GAT thì Hùng Lê đã phân tích và đã đạt được vùng target ở vùng 115, và Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị chúng ta ở vùng này. Những anh chị nào có hàng thì chúng ta sẽ hiện thực hóa lợi nhuận, và chúng ta thấy là cái cách thức mà GAT đang vận động, quý anh chị nhà đầu tư có đặt ra câu hỏi tại sao lại có những cái phiên volume thấp như này, trong khi đấy cổ phiếu đang ở vùng giá rất là cao không ạ? Và để trả lời câu hỏi đấy thì đây, ở vùng đỉnh ở bên này, đây các anh chị cũng cứ xem lại đi. Tức là cái cách của nhà tạo lập thì người ta có những cái cách riêng, và sau đó thì chúng ta thấy rằng GAT có những phiên rơi rất mạnh. Và những cái phiên rơi rất mạnh như thế này thì lúc đấy là nhà tạo lập đã hoàn thành cái mục đích của mình. Cứ hiểu nôm na nó là như thế, còn Hùng Lê cũng sẽ không nhấn mạnh và cũng không nói nhiều đến cái vấn đề này, bởi vì đấy là một cái vấn đề cũng khá là tế nhị. PLX. Đối với PLX thì phiên ngày hôm nay khá là xấu. Phiên ngày khá là xấu khi PLX đã thủng vùng giá 6 vùng giá 69 chấm thủng vùng giá 69.5. Thủng vùng giá 69.5 đến vùng giá 70, đến một vùng hỗ trợ ngắn của PLX ở trong ngắn hạn. Thì với những tín hiệu hiện tại thì khả năng cao thì sang tuần tới PLX sẽ tiếp tục giảm giá, và khi mà cổ phiếu đã phá vỡ nền hỗ trợ thì sẽ rất là xấu. Thì đối với những anh chị nào đang cầm PLX thì chúng ta sẽ căn ke ở sang tuần ở những phiên hồi và những phiên giá xanh, thì chúng ta cũng hạ dần bớt tỷ trọng hoặc là thoát hoàn toàn để bảo toàn lợi nhuận của PLX ở trong nhịp đánh này. BSR. Như các bản tin 28 thì Hùng Lê đã phân tích, sau khi mà BSR đã được trong team của Hùng Lê mua ở vùng giá từ vùng nền khoảng 17.5 đến 17 đến vùng 18 thì đã bán ở trong phiên này ở vùng giá từ 21 đến vùng giá 22 trong những cái nhịp này thì ở vùng giá 20.5 đến vùng giá 21 thì đã bán ở trong vùng này, và bởi vì khi đấy Hùng Lê nhận thấy những cái dấu hiệu bất thường. Và với những tín hiệu hiện tại thì BSR đang có một những cái quá trình phân phối. Đây là những cái phiên kéo xả, thì những cái phiên như thế này sẽ rất là nguy hiểm, và nếu mà những quý anh chị nhà đầu tư tham gia những phiên này thì thực sự là nguy hiểm. Và với những tín hiệu hiện tại của BSR thì khả năng BSR sẽ test lại về vùng 18.3 đến vùng 18.4. Thì tại vùng này thì Hùng Lê sẽ tiếp tục quan sát, và nếu có những tín hiệu tốt thì Hùng Lê sẽ khuyến nghị các anh chị trong team của Hùng Lê sẽ mở
lại các cái điểm mua ở vùng giá này. PVS thì Hùng Lê đã phân tích rồi, tức là PVS thì trong các bản tin phân tích trước thì Hùng Lê đã phân tích PVS sẽ đạt được về cái ngưỡng target của PVS khoảng vào vùng giá 23 đến vùng giá 24. Và đến vùng giá này thì PVS đang có những phiên đây, những phiên phân phối đi ngang và hôm nay thì có một phiên giảm mạnh. Thì đối với PVS chúng ta sẽ cùng quan sát PVS ở trong tuần tới. Đấy là khả năng thì PVS sẽ được vẫn được hỗ trợ ở vùng nền 22. Vùng nền 22 khá là tốt. Ở vùng nền 22 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở vùng này. Nếu tại vùng 22 mà PVS tiếp tục bị phá vỡ cái nền hỗ trợ này thì đấy là một tín hiệu xấu và chúng ta sẽ xem xét để tất toán toàn bộ tài khoản. PVD hoàn toàn tương tự thì đối với những tín hiệu hiện tại của PVD. PVD đang cũng đã hoàn thành về target của PVD ở khoảng vùng giá 21 đến vùng giá 22. Và đây là những cái phiên mà PVD đang có những cái tín hiệu phân phối rất kéo xả, rất là nguy hiểm. Và Hùng Lê cũng không hiểu tại sao là vẫn có những nhà đầu tư, vẫn có những quý anh chị vẫn cuốn theo và vẫn tham gia PVD ở vùng giá này. Thì cái cách tạo lập của nhà cái và đội lái thì luôn cuốn cái lòng tham của nhà đầu tư cá nhân vào. Và khi họ cuốn được những cái lòng tham đấy thì coi như họ đã hoàn thành mục tiêu và họ sẽ trao hết toàn bộ những cái lượng hàng mà họ đã đây, họ đã gom được ở những vùng giá này dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ và chúng ta sẽ ngồi ở trên cây rất là mát. BVH hoàn toàn tương tự như GAT thì đối với BVH Hùng Lê đã phân tích ở hai ngưỡng target 95 và vùng giá 100, gần 100 thì gần như BVH đã hoàn thành. Và chúng ta cũng đây, BVH hoàn toàn tương tự GAT đang có những phiên mất thanh khoản nhưng chúng ta phải hiểu rằng tại sao lại như thế, khi về đến vùng giá cao này mà BVH lại mất thanh khoản như thế này thì quý anh chị nhà đầu tư chúng ta cũng tự hiểu. Và đối với những anh chị nào đang cầm BVH thì chúng ta cũng sẽ xem xét để hiện thực hóa lợi nhuận. Vinamilk, đối với Vinamilk trong các bản tin trước thì Hùng Lê cũng đã có đề cập đến cái nền 140 là một cái nền kháng cự khá là mạnh của Vinamilk. Thì trong tuần vừa rồi thì trong tuần trước thì Vinamilk đã gần chạm về ngưỡng kháng cự và sau đó Vinamilk tiếp tục đi ngang. Thì việc đi ngang với thanh khoản thấp và với những tín hiệu hiện tại của Vinamilk thì đang khá là xấu. Thì chúng ta sẽ cùng quan sát Vinamilk ở trong phiên thứ hai và thứ ba tuần tới ở vùng giá 133. Khả năng cao thì Vinamilk sẽ tích lũy lại ở vùng nền 133 trước khi mà có những cái tín hiệu tiếp theo. SAB. Đối với SAB thì đang có những tín hiệu tích cực về thông tin cơ bản. Tuy nhiên là trong tuần vừa rồi thì SAB có nhịp đẩy lên và hiện tại thì SAB đang được hỗ trợ ở vùng nền 221. Thì chúng ta tiếp tục quan sát SAB ở vùng nền 221. Nếu tại vùng nền này cổ phiếu này tích lũy thành công và có những phiên đẩy vượt thoát lên break qua cái vùng giá 226 thì khả năng cao thì SAB sẽ về đánh về vùng target 240 đến vùng giá 245. Còn nếu việc mà SAB mà thủng cái nền hỗ trợ 221 với volume đạt khoảng tầm từ 200.000 cổ phiếu trở lên thì chúng ta sẽ xem xét. Những anh chị nào đang cầm SAB thì với những tín hiệu xấu như thế thì chúng ta cũng sẽ xem xét để thoát hàng, bảo toàn thành quả và bảo toàn vốn. VDC. Đối với VDC thì trong các bản tin trước Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị ở cái vùng nền 150 là cái vùng nền rất là nhạy cảm. Đấy, vùng giá từ 148 đến vùng giá 149 là cái nền hỗ trợ của VDC. Và sau một cái quãng thời gian tích lũy đi ngang thì VDC đã có đây những cái tín hiệu đầu tiên của việc giảm giá. Và với những tín hiệu này thì VDC cũng đang có những phiên phân phối giảm rất là mạnh và khả năng cao với tín hiệu hiện tại thì VDC sẽ tiếp tục giảm và cái vùng nền khả năng thì sẽ về cái vùng nền hỗ trợ ở vùng nền 130 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát VDC ở trong phiên các cái phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Phiên ngày hôm nay thì VDC rơi không mạnh nhưng mà sau những cái phiên mà cầm cố như thế này thì thường cổ phiếu lại có những cái phiên rơi mạnh đằng sau đấy, thì các anh chị hết sức lưu ý đối với cổ phiếu VDC. Mansan
Hoàn toàn tương tự như VDC thì Mansan Hùng Lê cũng khuyến nghị các anh chị quan sát ở vùng giá hỗ trợ vùng giá 91.5. Và ngày hôm nay thì vùng giá 91.5 của VDC đã của Mansan đã bị phá vỡ. Khối lượng ở vùng này cũng đang phân phối khá là lớn thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát, và nếu như cái vùng giá 91.5 ngày phiên thứ hai, phiên thứ ba tuần tới mà không tích lũy lại được mà tiếp tục thủng thì những anh chị nào đang nắm giữ Mansan thì chúng ta cũng sẽ ưu tiên hạ dần cổ phiếu, hạ dần tỷ trọng để đảm bảo một cái tỷ trọng an toàn nhất. Một số mã cổ phiếu ngân hàng ACB. Đối với ACB thì trong team Hùng Lê một số anh chị cũng đang nắm giữ, đang cơ cấu ở vùng nền 33 đến vùng giá 33.5, thì hiện tại thì những tín hiệu hiện tại của dòng ngân hàng nói chung và của ACB nói riêng thì đang nó đi theo sóng ngành, nên là ACB cũng đang nằm ở trong một cái nhịp chỉnh của những mã cổ phiếu dòng ngân hàng. Một mã lead đấy là Vietcombank. Đối với Vietcombank thì trong những bản tin phân tích ở tuần bản tin 28 thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị là hiện tại những tín hiệu hiện tại của Vietcombank thì đang khá là yếu, và cái nền hỗ trợ của Vietcombank ở nền giá khoảng nền giá 62. Ở nền giá này thì chúng ta tiếp tục quan sát, nếu nền 62 bị phá thủng với vốn đạt khoảng tầm từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu thì chúng ta cũng sẽ xem xét để chúng ta hạ tỷ trọng hoặc là tất toán đối với cổ phiếu này. Vietcombank, BID và Công Thương, BID. Đối với BID thì cũng nên đánh giá tích cực hơn cả so với tất cả các cổ phiếu dòng ngân hàng. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì BID cũng có một cái nhịp giảm tương đối là mạnh. Thì đối với BID thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát BID ở nền hỗ trợ, khả năng thì sẽ đánh về cái nền hỗ trợ là nền khoảng 34.8, tức là vùng giá 34.5. Về nền hỗ trợ này, và cái nền hỗ trợ này đã sẽ là một cái mốc để chúng ta tiếp tục quan sát, nếu thủng nền hỗ trợ này với vốn đạt khoảng tầm từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta hạ dần tỷ trọng và hoặc là tất toán đối với BID, bởi vì như thế là một tín hiệu xấu. Còn nếu tại vùng nền này BID tiếp tục tích lũy được thì cái mức target mà Hùng Lê phân tích thứ hai đấy là sẽ về vùng khoảng 40 đến vùng giá 41 đối với BID. CTG thì hiện tại đang khá là xấu, CTG đang khá là xấu bởi vì CTG đang có những cái yếu tố, thứ nhất là tiệm cận đến vùng kháng cự mạnh đến vùng giá 28, và cái thứ hai nữa là hiện tại trong phiên ngày hôm nay thì CTG cũng đang chạm về cái nền hỗ trợ đấy là khoảng vùng giá 26.8, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát VCG ở trong phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới, nếu thủng với vol đạt khoảng tầm từ 5 triệu cổ phiếu trở lên, thủng cái nền hỗ trợ này đấy thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta vùng giá 26.8 thì chúng ta sẽ phải hạ dần tỷ trọng hoặc là tất toán đối với cổ phiếu này. Thêm một cổ phiếu về ngành ngân hàng nữa đấy là MBB. MBB thì trong tuần vừa qua có một phiên với khối lượng đạt gần 20 triệu cổ phiếu và giá đã đẩy lên vùng giá 24. Tuy nhiên đối với những tín hiệu như thế này thì Hùng Lê không 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 đề cao, bởi vì đây là những cái tín hiệu bất thường, nó không thể hiện rằng một cái nền tảng chắc chắn của cổ phiếu để có thể tăng giá mạnh hoặc là có những cái đường đi tiếp theo. STB. Đối với STB thì trong tuần vừa qua sau khi mà Hùng Lê phân tích về nền giá, đấy là target tiếp theo của đây, Hùng Lê đã viết ở đây là vùng 14 đến vùng 14.5. Thì trong tuần vừa qua thì đã chạm về trong cái nền target của Hùng Lê phân tích. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng STB của chúng ta đã không đóng cửa ở mức giá cao nhất và liên tục là tạo thành những cái cây nến doji. Thì đối với STB thì trong tuần chúng ta cũng sẽ tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Sẽ tiếp tục quan sát và khả năng nếu tại nền giá 14 đến 14.5 mà STB tích lũy thành công thì STB sẽ tiếp tục lên vùng target tiếp theo. Đấy là tại vùng giá nền từ giá 15. Tuy nhiên là việc cổ phiếu này có vượt thoát được thành công hay không thì chúng ta sẽ phải quan sát tiếp ở trong những cái phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới, và thậm chí là trong cả tuần. Thêm một cổ phiếu ngân hàng nữa đấy là SHB.
Thì một số các anh chị trong team của Lê đang nắm giữ SHB, thì với những tín hiệu hiện tại, SHB đang xây nền quanh vùng giá 9. Quanh vùng giá 9 thì chúng ta cứ hoàn toàn yên tâm chúng ta nắm giữ đã. Bởi vì đối với SHB thì Hùng Lê đánh giá là sẽ có một nhịp đánh mạnh để vượt thoát ít nhất là về mệnh đối với cổ phiếu này. Thì những anh chị nào mà đang mua SHB vùng giá 8.3 với vùng giá 8.5 theo khuyến nghị của Hùng Lê thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Thêm một hai mã cổ phiếu ngân hàng SSI và HCM. Đối với SSI thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên giảm lấp lại cái cây nến xanh ở trước đó, thì SSI hiện tại đang đi vào một cái vùng kháng cự mạnh. Vùng kháng cự mạnh của SSI đấy là ở vùng nền 3 ở vùng nền 33, ở vùng nền 32 đến vùng nền 33, thì đây là một cái vùng nền kháng cự rất mạnh của SSI. Thì với những tín hiệu hiện tại thì SSI cần phải tích lũy lại vùng nền này, và chúng ta sẽ cùng quan sát SSI ở trong tuần tới. Nếu SSI vẫn tích lũy thành công ở trong vùng nền từ vùng giá 32 đến vùng giá 33 thì target tiếp theo của SSI chúng ta sẽ đặt ở vùng giá 35 đến vùng giá 36. HCM. Đối với HCM hôm nay có một phiên giảm rất là mạnh và hoàn toàn tương tự như SSI thì HCM cũng đang đi vào một cái vùng kháng cự khá là mạnh. Đấy là từ vùng giá 67 67 đến vùng giá 70, đây là một vùng kháng cự rất mạnh của HCM. Thì đối với những tín hiệu hiện tại của HCM thì Hùng Lê đánh giá khả năng cao thì HCM sẽ về tích lũy, đẹp nhất là HCM sẽ về tích lũy tại vùng nền 64.5. Đấy là vùng tích lũy đẹp nhất của HCM, và nếu tại vùng nền này HCM tích lũy thành công thì chúng ta sẽ cùng chờ HCM sẽ đạt thêm những cái target cao hơn. Còn cái vùng target phân tích gần đây nhất của Hùng Lê đấy là về vùng giá 72, thì hiện tại thì về đến vùng giá 70 thì là vùng kháng cự mạnh, thì HCM đã có những phiên giảm giá. Trên đây thì Hùng Lê vừa điểm qua toàn bộ nội tại phân tích một số các cái nhóm ngành của thị trường, phân tích một số các cái nhóm dẫn dắt chỉ số dòng tiền. Thì lẽ ra là bản tin này đã làm xong cách đây trước 1 tiếng, nhưng vì do sự cố máy tính nên Hùng Lê lại phải phân tích lại từ đầu để gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. Thì đối với kịch bản của VN-Index hiện tại thì chúng ta thấy rằng phiên giảm điểm ngày hôm nay là một tín hiệu rất là xấu đối với thị trường. Bởi vì phiên giảm điểm ngày hôm nay thì đã tạo thành một cây nến khá là mạnh, và khả năng nếu thị trường trong tuần tới mà tích cực, tức là có những yếu tố tích cực ở bên ngoài hỗ trợ, thì thị trường sẽ chạm về vùng 1.000 và sau đó sẽ tiếp tục tích lũy ở trên nền 1.000 để tiếp tục đi tiếp. Đấy là kịch bản tích cực nhất. Còn đối với chỉ số HNX Index thì sẽ chạm tích cực nhất là HNX sẽ chạm về khoảng vùng giá 113. Sẽ chạm về khoảng vùng giá 113, sau đó thì sẽ tích lũy tại vùng 113 1 đến 2 phiên để tiếp tục hành trình con đường đi lên. Thì đấy là kịch bản tích cực nhất. Nếu còn kịch bản tiêu cực, nếu kịch bản tiêu cực xảy ra thì hiện tại thì Hùng Lê đang thiên về kịch bản tiêu cực. Bởi vì những yếu tố nội tại của thị trường hiện tại đang rất là xấu, thì việc mà VN Index của chúng ta thủng ngưỡng 1.000 và thủng ngưỡng hỗ trợ 900 994. Nếu thị trường của chúng ta thủng ngưỡng hỗ trợ 994 thì đấy là một cái yếu tố cực kỳ xấu, và Hùng Lê không mong muốn kịch bản này xảy ra. Và khuyến nghị của Hùng Lê thì trong bản tin 28 thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị hạ dần tỷ trọng và đảm bảo tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu là 50-50. Nhưng đến tuần tới thì Hùng Lê tiếp tục khuyến nghị tất cả quý anh chị nhà đầu tư đang còn cổ phiếu thì chúng ta sẽ tiếp tục canh các phiên hồi để chúng ta hạ dần tỷ trọng cổ phiếu, để chúng ta có thể đảm bảo được rằng là chúng ta hiện thực hóa được, thứ nhất là lợi nhuận của chúng ta đã đầu tư trong cả một quãng thời gian vừa qua. Bởi vì có một câu nói là đi lên thì đi bằng thang bộ và đi xuống thì đi bằng thang máy. Chỉ có 1 đến 2 phiên của anh chị nhà đầu tư của chúng ta sẽ mất hết toàn bộ những lợi nhuận, và đang từ lợi nhuận dương sẽ chuyển thành âm. Đấy là câu chuyện thường gặp trên thị trường chứng khoán.
Và những phiên giảm sốc như thế này thì rất nhiều các anh chị đã bị call margin ở trong phiên ngày hôm nay với những cái tỷ lệ margin 37, bởi vì là bản chất là thị trường ngày hôm nay mới giảm sốc, nhưng bản chất nội tại trong thị trường thì các cổ phiếu đã giảm rất là mạnh, giảm dòng dã từ trong tuần vừa qua, từ phiên thứ hai vừa qua. Và phiên ngày chiều ngày hôm nay và phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê xin cam đoan với các anh chị là rất nhiều các nhà đầu tư đã bị call margin trong buổi chiều ngày hôm nay. Và với hiệu ứng call margin thì sang tuần tới sẽ hết sức là phức tạp, và Hùng Lê sẽ tiếp tục khuyến nghị các anh chị chúng ta hạ dần tỷ trọng và nâng cái tỷ trọng tiền mặt trên cổ phiếu là 80/20 để coi như là bảo toàn được cái tài khoản của mình trong một cái trạng thái an toàn nhất. Và trong cái phần kết của video 28, các anh chị sẽ xem lại, Hùng Lê có nhấn mạnh với các anh chị rằng khi thủy triều rút thì mới biết được ai cởi trần và ai mặc quần. Thì đấy là một câu nói kinh điển trên thị trường chứng khoán. Và các anh chị cũng đã thấy được rồi, trong tuần vừa qua thì các anh chị có thấy rằng mình có còn quần nữa không? Thì các anh chị tự coi như là ngắm nghía lại mình, xem là tài khoản của mình, nếu chúng ta không canh những phiên xanh để chúng ta hạ tỷ trọng thì quần của mình có còn không, và tài khoản của mình tăng hay giảm. Thì điều đấy các anh chị tự soi lại tài khoản của các anh chị. Dù là một tuần giao dịch không thành công, nhưng chúng ta hãy quên một tuần giao dịch này đi. Chúng ta sẽ dành thời gian bên gia đình nghỉ ngơi, cũng như nạp thêm năng lượng để tuần tới chúng ta đủ sức để chúng ta chống đỡ lại thị trường. Và quý anh chị nhà đầu tư, chúng ta cũng còn những thắc mắc hoặc còn những cái gì cần hỏi ông Lê thì chúng ta cứ comment ở hai cái kênh, trên kênh YouTube và trên fanpage Facebook. Và quý anh chị nhà đầu tư nào, nếu tuần tới mà thị trường giải được 5 câu hỏi của Hùng Lê ở trong video, cũng như là hoặc là không giải được thì mà thị trường của chúng ta mà buồn tẻ quá thì cũng có thể alo cho Hùng Lê uống cà phê chém gió. Thân kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.